cổ đồng tiền đầu tiên mình giao lưu là có mã số là 892. 892 cũ này cũng khá là to nha. Cũ này cũng một người B. Cũ này cũng khá là to. Camera dưới qua bên này chút xíu. Rồi. Cũ này cũng khá là to. Rồi, cũ này có mã số là 892 nè. Đường kính là 128, đường kính tròn cũ nha, 128. Chiều cao coi. Cái đường kính là 43, chiều cao là 32. Chiều cao của cái cũ là 32, còn cái đường kính rộng á là 43. Rồi. Cũ này cũng khá là nặng nha. Mình xin giao lưu nhanh luôn. 1.300k bao ship luôn nha, giao lưu nhanh luôn nha, để về mình sưu tầm luôn. Thì chỉ còn có vài ngày nữa là dịch vụ không có nhận nữa, cho nên là mình cũng tranh thủ. Nói chung là được duyên cũ nào thì mình sẽ gửi sớm cũ đó để về trước Tết cho cả nhà nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Độc lạ luôn nha. Trên cái da của nó có những cái nốt xù xì rất là quái dị. Đó. Những cái cũ như thế này nó sống rất là lâu năm rồi nha. Cái này nó là dạng lâu năm nha, chứ không phải là vài tháng hoặc vài năm là nó chết đâu. Trừ khi cái cũ này nó thúi đi thì nó mới chết thôi, chứ còn mà bình thường là nó cứ mình càng nuôi là nó càng to ra thêm nữa. Nó càng phát triển là mình có thể mình phát triển thêm lên trên cái giàn leo cũng rất là ok. Giàn leo mát cũng rất là ok nha. Ở dưới là mình thấy được cái cũ đẹp, mà ở trên là có một cái giàn mát cũng rất là ok luôn nha. Rồi, sơ xin qua cũ này luôn.